Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà ở Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhà đất huyhùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta đến thăm một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 16m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, ngay cạnh Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà hướng chính đông, thiết kế đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Thiết kế có khu vực đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 4 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng chính đông và đây là một căn nhà gia chủ đang kẹt tiền, giảm giá tới 1,5 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn siêu phẩm nhà phố ngang 4, độ dài 16m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu này chỉ còn là 6 tỷ 900 triệu đồng thôi nha quý vị. Hẻm xe hơi vào tận nhà. Và trước khi vào bên trong thì Hùng quay con hẻm xe hơi cho mọi người nhìn này. Con hẻm này là một con hẻm bê tông chuẩn bị đổ nhựa, hẻm khoảng tầm 5 mét thông nha quý vị. Thuận tiện cho gia đình chúng ta có xe hơi, xe tải di chuyển vào nhà được. Và vị trí rất là đắc địa, kề bên khu dân cư Cityland, sát bên siêu thị E-Mark 2, sát bên siêu thị E-Mark và kề bên là siêu thị Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế có khu vực sân đậu xe hơi, xe máy bên ngoài, phòng khách phía trong, phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Với hướng nhà là hướng chính đông và căn nhà này đang giảm giá tới 1,5 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn siêu phẩm nhà đẹp này chỉ còn 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm đến căn này thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Bên ngoài là khu vực đậu xe hơi, xe máy, bên trong thì quý vị sẽ có khu vực không gian phòng khách này. Ở đây gia chủ có thiết kế cho mình sofa, tủ kệ tivi, những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với tủ kệ trang trí và treo tranh cũng như rắn giấy rất là đẹp. Nhà thiết kế có lửng nên không gian sẽ rất là thoáng và sáng. Bên trên tầng lửng thì có đèn trần, đèn led và có chế ảnh trang trí. Và chúng ta đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp bên trong căn nhà phố ngang 4, độ dài 16m và một căn nhà một trệt, một lửng và 3 lầu với thiết kế rất là đẹp, có phòng ngủ master, có 4 phòng ngủ, trong đó quý vị sẽ có một phòng ngủ master nha. Và hướng nhà là hướng chính đông, đang rất là hợp cho quý vị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý vị nào tìm mua nhà hướng đông tứ trạch trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, ngay kề bên siêu thị Lotte Mart, sát bên khu dân cư Cityland của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan cái sản phẩm nhà bán xây mới với thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu, vị trí rất là đẹp, đắc địa, cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Lượng khoảng tầm 200m, hẻm xe hơi vào tận nhà, khu nhà lầu cao cấp. Và với giá bán gia chủ đang giảm tới 1 tỷ 500 triệu đồng bán gấp thì đây là một căn nhà mà quý vị có thể mua đầu tư, mua bán lại sinh lời đều được nha mọi người. Nhà mới, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng, quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và theo chân Hùng, quý vị sẽ di chuyển theo cầu thang lên tham quan không gian bếp trên tầng lửng nha mọi người. Nhà tặng kèm full nội thất nên là không gian bếp chúng ta thấy sẽ có đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm bàn ăn 6 ghế, những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với ốp gỗ, có khu vực tủ bếp trên dưới đều làm chất liệu gỗ an cường, phía dưới là màu vân gỗ, phía trên là màu trắng. Khu vực tủ bếp thì gia chủ thiết kế khu vực tủ rượu, khu vực để lò ghi sóng, để bếp âm, máy hút mùi và để tủ lạnh hai cánh. Quý vị đang thăm không gian bên trên tầng lửng của căn nhà ngang 4, độ dài 16m và diện tích xây dựng của căn nhà khoảng tầm ngang 4, độ dài 12m nha. Xây một trệt, một lửng và 3 lầu. Thiết kế sẽ có phòng ngủ master, phòng khách, phòng bếp và sân thượng rất là đẹp, với hướng nhà là hướng chính đông. Quý vị đang tìm mua nhà tầm tiền hơn 6 tỷ trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng Huy Hùng đến tham quan sản phẩm nhà bán với diện tích ngang 4, độ dài 16m đang được Huy Hùng quay trực tiếp tại căn nhà và gửi đến đại gia đình mua nhà trên hệ thống kênh YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển lên bên trên để khám phá không gian các phòng ngủ căn nhà. Lầu 1 này thì gia chủ thiết kế cho mình không gian phòng ngủ master rất là rộng. Quý vị sẽ có giường ngủ 2m2, có một bộ sofa mini bên ngoài và có tủ kệ tivi, tủ kệ trang trí, tủ áo, máy lạnh và hệ thống cửa lùa 4 cánh ra khu ban công bên ngoài. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master ở lầu 1. Phòng ngủ này thì đầy đủ nội thất kèm theo. Căn nhà này thì quý vị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Ngoài thì quý vị sẽ có ban công 1m2 này, được trồng cây xanh và có lan can bên ngoài. Một sản phẩm nhà phố xây mới, gia chủ đang rất kẹt tiền, cần bán gấp với giá chỉ 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng thêm.
Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, những căn nhà trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, khu vực phường 17, giáp Lotte Mark Gò Vấp, di chuyển qua sân bay khoảng tầm 10 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút. Và đặc biệt căn nhà mình đi qua Bình Thạnh khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi nha quý vị. Di chuyển qua quận thành phố Thủ Đức cũng khoảng tầm 15 phút thôi. Vị trí đẹp, đắc địa, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Và điều đặc biệt là gia chủ đang rất cần tiền nên đã hạ giá tới 1,5 tỷ đồng. Bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Thì quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm nhà rộng, xe hơi vô được, tầm 3-4 phòng ngủ, thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan sản phẩm nhà bán xây mới thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại năm 2022 rất đẹp và cao cấp này nha mọi người. Và di chuyển lên bên trên khu vực lầu 2, quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2 và số 3. Hùng xin mời mọi người cùng vào tham quan nha. Hai phòng ngủ trên đây thì gia chủ cũng làm rất là đẹp, và hai phòng ngủ này sử dụng chung một phòng vệ sinh. Phòng ngủ phía trước sẽ rất là rộng với giường ngủ 2m, có chân ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh. Bên ngoài ban công thì có trồng cây xanh. Khi mua thì toàn bộ nội thất như trong video Hùng quay sẽ được anh chị chủ nhà để lại cho quý vị sử dụng luôn. Và với giá bán là 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng, đây là một giá bán rất là hợp lý. Quý vị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem nhiều những sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Hùng là Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 để xem thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp nha quý anh chị. Và tiếp tục lên bên trên, quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3. Như vậy là mỗi lầu chúng ta chỉ có một phòng ngủ thôi. 3 lầu chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ trên phòng ngủ số 3 này quý vị. Trên đây là không gian của phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có giường ngủ 1m8, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, vệ sinh. Và kế bên phòng ngủ số 3 này sẽ là sân thượng, phòng giặt, phòng thờ và khu vực ban công rất là thoáng mát. Chúng ta đang đứng bên không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì cũng có vệ sinh trong và đầy đủ nội thất kèm theo. Quý vị mua căn này thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Với hướng nhà là hướng chính đông, đang phù hợp cho đại đình chúng ta theo phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến căn nhà full nội thất thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có không gian đậu xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 4 phòng vệ sinh này, thì hãy gọi trực tiếp cho Nhà Đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn dẫn quý anh chị đi xem nhà, mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Với vị trí đẹp nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, sát bên Lotte Mark, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những vị trí rất là hiếm có những căn nhà tầm tiền hơn 6 tỷ. Đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình chúng ta mua và sở hữu căn nhà với giá cực kỳ tốt, giá bán gia chủ đang bán lỗ tới 1,5 tỷ đồng. Và chúng ta đang nhìn thấy Lotte này, Lotte Mark Gò Vấp nha, ngay khu dân cư Cityland, vị trí đẹp, đắc địa, thuận tiện ở làm văn phòng công ty cho thuê. Quý vị quan tâm căn này thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng nha. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại.